Tỉnh Đồng Nai vừa đón chuyến tàu hỏa chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc tại ga Trảng Bom. Đây là đoàn tàu lửa đầu tiên từ Trung Quốc đến Đồng Nai để vận chuyển hàng hóa qua lại hai địa phương, chủ yếu là nông sản. Đồng Nai cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km, cách cụm cảng Thị Chải Cái Mép 40 km và có nhiều lợi thế phát triển thời gian tới. Dự kiến đến năm 2025, cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác sẽ giúp tỉnh này có đầy đủ 5 phương thức về giao thông: đường bộ, hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và phát triển giao thương hàng hải quốc tế thông suốt. Hiện trên địa bàn tỉnh này đã được quy hoạch tổng kho trung chuyển miền Đông với diện tích 614 ha ngay tại vị trí ga Trảng Bom, có vai trò là khu phát triển dịch vụ kho bãi, trung chuyển và công nghiệp cho cả tỉnh.